Chắc chắn là các bạn đang nghĩ rằng là mình mới mua được cái quả ô tô này nên đâm ra là những cảnh đầu video là quay về chiếc ô tô đúng không? Thật sự mình cũng muốn như vậy, nhưng mà giờ mình vẫn còn đang rất là nghèo và vẫn chưa mua được quả ô tô nào hết. Tuy nhiên hôm nay mình đã mượn được chiếc xe này của một người bạn để giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà mình thấy là rất là hữu ích cho các bạn khi các bạn đi trên ô tô của mình trong những chuyến đi ngắn hoặc là những chuyến đi đường dài. Vâng, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái sản phẩm, đó chính là một cái đế sạc gắn trên ô tô của hãng Pacer có tên là Rock Solid. Sản phẩm này có gì đặc biệt? Hãy cùng mình xem video ngay bây giờ nhé. Và đây là cái sản phẩm của chúng ta. Thì như các bạn đã thấy là bên ngoài của chiếc hộp nó sẽ cho chúng ta về hình ảnh sơ bộ của sản phẩm, cũng như là về một cái số thông số cái cơ bản như mình đang ghi ở đây, là bao gồm hệ thống cảm biến bằng hồng ngoại, cái khung và sạc nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ bộ về cái sản phẩm này và những điều đặc biệt mà nó mang lại. Và để khui hộp cái sản phẩm này và xem coi trong sản phẩm này có gì thì đây. Như các bạn đã thấy, sau khi mình mở hộp sản phẩm ra, đầu tiên là sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Thì như mình cũng đã hay nói với các bạn là muốn sử dụng tốt một sản phẩm nào thì hãy đọc sách hướng dẫn sử dụng. Rồi mình bỏ nó qua một bên. Kế đến là các bạn sẽ thấy cái sản phẩm của mình. Và ở trong này nó có một cái cọng dây sạc cổng micro USB. Rồi, hết rồi, chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào review sản phẩm. Như các bạn đang thấy thì mình đang lắp thử một cái mẫu sản phẩm ở đây. Thì cái sản phẩm này nó có những cái điều đặc biệt như sau. Thứ nhất là nó được một thiết kế bằng một cái khung rất là chắc chắn, và nó cũng có thể giữ cho cái điện thoại của bạn ở nhiều cái góc độ khác nhau. Như các bạn đang thấy thì cái mặt lưng này của nó được làm bằng một cái lớp kính, và nó rất là chắc chắn. Cũng giống như cái khung ở bên ngoài của nó là một cái bộ khung kim loại. Và ở đây là một cái điểm đặc biệt, đây chính là một cái đèn hồng ngoại. Mà mục đích của nó là gì? Khi chúng ta nhét cái điện thoại của chúng ta vào, hồng ngoại nó sẽ cảm biến được cái vật điện thoại của chúng ta và sẽ kẹp cái điện thoại lại. Ở trên cái phần viền của nó, bạn sẽ thấy có một cái nút ở đây. Cái nút này là nút gì? Đây là một cái nút cảm ứng. Mà khi các bạn gắn cái điện thoại vào thì cái điện thoại, cái ngàm của nó đang tự khóa cái điện thoại này lại. Thì các bạn chỉ cần chạm vào, nó sẽ bung ra. Nhưng mà nhớ cầm cái điện thoại trước, rồi hãy bấm vào cái nút đó. Rồi, thì cái nút này không chỉ có tác dụng là bấm để mở ra, mà khi các bạn bấm vào nó sẽ tự động mở. Như cái sản phẩm này các bạn đang thấy ở đây thì về cái phần đế gắn của nó thì nó rất là linh hoạt, có thể gắn ở trên những cái khôn khe của cái máy lạnh, của xe hơi. Và ở đây thì nó có thể xoay 360 độ. Đó, như các bạn đang thấy ở đây là nó có thể xoay 360 độ để điều chỉnh vào cái hướng mà dễ tiện nhất cho cái mắt của người dùng, cũng như là có thể xem được cái điện thoại của mình. Rồi, như các bạn cũng có thể thấy là đây là cái cách gắn của nó. Chỉ cần kéo cái này xuống, lòi ra một cái khoảng cách ở đây thì chúng ta móc thẳng trực tiếp vào cái khe của máy lạnh, sau đó chúng ta buông tay ra là như vậy là đã giữ chặt. Và thường thì là những cái ngàm điện thoại nó sẽ gây chạy xước cho máy nếu như chúng không có một cái bộ phận bảo vệ. Thì Pacer đã nghĩ đến việc đó bằng cách lắp vào ở đây tổng cộng 4 miếng cao su, để khi kẹp cái điện thoại vào và để nó lên trên cái chân ngàm này thì nó sẽ không chạy xước ảnh hưởng đến cái điện thoại của mình. Ở phía dưới thì các bạn có thể thấy nó sử dụng một cái dây sạc, đó chính là cái dây micro USB này. Như thì cái này nó sẽ phải gắm trực tiếp vào trên cái cổng USB của xe ô tô thì cái bộ sạc này nó mới hoạt động được. Và tốc độ nhận diện sạc của cái cục sạc này cũng rất nhanh, chỉ cần thả điện thoại xuống thôi là sạc. Và nhân đây mình cũng nói về công suất sạc của nó, thì hiện tại Pacer và cũng như mình đã kiểm tra thì là nó cho công suất sạc nhanh là 10W. Tuy nhiên đừng để bị con số 10W này đánh lừa, bởi vì nó có hai sự lựa chọn như sau. Thứ nhất là nếu bạn sử dụng iPhone, các đời từ iPhone 8 trở lên có hỗ trợ sạc không dây chẩn chi thì nó sẽ sạc nhanh với công suất là 7.5W. Còn nếu các bạn sử dụng Android có hỗ trợ sạc không dây thì nó sẽ sạc nhanh với công suất là 10W. Như vậy thì 10W chỉ áp dụng được trên Android mà thôi, còn đối với iPhone chỉ là 7.5W. Vậy thì các bạn đang nghĩ rằng là liệu mà đối với cái điện thoại sạc không dây như iPhone 11 hay là iPhone XR hoặc iPhone XS Max hoặc là những cái điện thoại khác thì nó có thể sạc qua ốp lưng hay không? Câu trả lời là có. Mình đã thử rất là nhiều điện thoại của các đồng nghiệp của mình, và khi mà mình thấy rằng là chỉ cần bỏ lên thôi là nó sạc luôn dù là có ốp lưng hay không, thì đây cũng là một cái điều rất là tốt. Bây giờ mình sẽ nói đến những cái điều mà mình chưa thích ở trên cái sản phẩm này. Thứ nhất là về cái nút cảm biến ở trên này. Nó chỉ có tác dụng mở ra chứ không có tác dụng đóng vào. Đó, các bạn thấy không? Mình nhấn vài lần luôn nó cũng không đóng vào. Vậy thì nó chỉ có tác dụng mở ra giúp chúng ta mà thôi. Nếu như nó có thể đóng vào luôn á thì nó cũng rất là tiện cho mình, nhưng mà cái đó là tùy theo cái
cá nhân của mình và cảm nhận của nhiều người khác nhau nữa. Điều thứ hai mà mình chưa thích về cái sản phẩm này đó là về cảm biến hồng ngoại này. Nếu có một cái sản phẩm điện thoại đặt vào thì nó đóng lại cái chuyện đó là cái chuyện ok. Nhưng bạn nhìn nè, chỉ cần mình lấy ngón tay mình che lại thôi thì nó cũng đã tự đóng lại. Và chưa kể là khoảng cách của nó cũng khá là bất tiện. Đây, chỉ cần để như thế này thôi nó cũng đóng lại. Vậy thì nó sẽ xảy ra một số cái trường hợp là nếu như các bạn mới để điện thoại đến đây mà chưa kịp đưa vô là nó đã đóng lại. Và nó chỉ cho chúng ta một cái sự lựa chọn duy nhất là thả cái điện thoại từ trên xuống, chứ không thể nào mà đưa ngang vô như vậy được. Tại vì đưa ngang vô thì chưa tới gần là nó đã đóng cái điện thoại lại rồi. Vậy thì ai sẽ là đối tượng khách hàng sẽ chủ yếu mua cái loại sản phẩm này? Đó chính là những người đã quá chán nản với những cái loại ngàm bán rẻ trên thị trường mà không thể giữ được cái điện thoại của mình, hoặc là cũng không có những cái tính năng gì đặc biệt. Và cái sự lựa chọn đến từ Bezos này nó cũng nhằm cho chúng ta có một cái trải nghiệm về sản phẩm tốt hơn, cũng như là một cái sự tiện lợi mà hầu như tất cả các chủ xe ô tô nào cần có. Loại bỏ cái việc các bạn phải dùng dây để cắm vào cổng USB trên ô tô để sạc với điện thoại, thì chỉ sạc được ở mức độ thông thường, thì cái sản phẩm này mang đến một cái công nghệ sạc nhanh, cũng giống như là việc các bạn chỉ việc để nó trên cái giá đỡ và các bạn vừa có thể lái xe và tập trung vào việc lái xe mà thôi, không cần phải lăn tăn và suy nghĩ đến các vấn đề khác.